Go Phương! Vào không? Vào! Đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số. Quang Hải đang được hoạt động rất rộng và thoải mái trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng. Quang ơi! Hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq đó là Haddad đã đọc được ý đồ trong tình huống đi bóng vừa rồi của Trọng Hoàng. Vừa rồi là một tình huống mà Duy Mạnh cũng dâng lên rất cao. Khi cần thì đội tuyển Việt Nam có thể đẩy cao đội hình và chơi pressing với đối phương. Đã rất nhiều lần chúng ta thành công trong những tình huống như vậy. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 là một sơ đồ nếu như có đầy đủ được những nhân tố cần thiết cho việc vận dụng sơ đồ này sẽ rất lợi hại trong khả năng hỗ trợ phòng ngự cũng như khi cần thiết thực hiện những tình huống phản công. Ibrahim, Ali Faiz, Haddad, việt vị rồi. Người đã bị bắt việt vị là tiền vệ cánh trái Ali Anan. Chúng ta thấy diện mạo bên ngoài của huấn luyện viên Srejko Katanić gần giống với Ivan Perisic của đội tuyển Croatia. Trước trận đấu, huấn luyện viên Katanić rất tự tin vào việc đội bóng của ông sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy là hơn nửa hiệp 1 đã trôi qua. Đội tuyển Iraq đang gặp những khó khăn nhất định trước đội tuyển Việt Nam cũng ra sân với một tâm lý đầy tự tin. Chúng ta vừa theo dõi lại pha xử lý xuất sắc của Duy Mạnh. Tình huống cắt bóng quá hay, nếu không thì bóng đã tới vị trí của tiền đạo Iraq. Và khi đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Quang Hải. Vị trí của Phan Văn Đức và Quang Hải liên tục được hoán đổi cho nhau. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao. Còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu Phương! Vào không? May mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta vừa hay lại vừa may. Chúng ta đã đánh vào đúng điểm yếu của đối phương. Đó là sự vụng về. Có lẽ đây sẽ là bàn tính cho pha đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faiz. Nhưng phải nói rằng Công Phượng cũng đóng góp rất lớn công trong tình huống này, với một tình huống băng vào rất nhanh ở trong khu vực 16m50. Và bây giờ thì lại thêm một bất ngờ nữa đã xảy ra tại vòng chung kết của Asian Cup năm nay. Đó là lý do mà ông Park Hang-seo không sử dụng một tiền đạo số 9 thực thụ, để sử dụng Công Phượng ngay từ đầu và là người đá cao nhất. Một sự khởi đầu như mơ của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Asian Cup. Nguy hiểm! Duy Mạnh đang bị đau. Trong những trận đấu như thế này thì các cầu thủ của chúng ta sẽ rất dễ phải nhận những tình huống đau đớn ở trên sân. Ở giải U23 châu Á thì có trận đấu cuộc đối đầu với Qatar, Duy Mạnh còn đổ máu và phải rời sân. Máu có lẽ cũng đã chảy trong tình huống va chạm vừa rồi của trung vệ Đỗ Duy Mạnh đối với tiền đạo Ali Kadim. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng đầy may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha lóng ngóng đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faiz. Pha phượt trung lộ đầy bất ngờ và một tốc độ băng vào cực nhanh của Công Phượng đã khiến cho trung vệ máu số 5 của đội tuyển Iraq đã không có được sự bình tĩnh trong pha xử lý của mình.
và đưa bóng về lưới nhà. Đó cũng không phải là một tình huống mà thủ thành Hassan đã có một pha băng ra xuất sắc. Và chúng ta lại được thấy những hình ảnh tuyệt vời. Dù ở bất kỳ nơi đâu, Hường Châu, Indonesia, Malaysia, Philippines hay bây giờ là UAE vẫn luôn là những khán đài đỏ rực. Sau pha va chạm vừa rồi thì Đỗ Duy Mạnh đã bị đau. Máu đã chảy ở trên mặt của anh và sẽ cần phải có bồng để thấm và ngăn cản máu chảy trên gương mặt của trung vệ tốt của Xuân Trường. Thì ngay sau đó Duy Mạnh cùng các đồng đội cũng đã xử lý. Không an toàn, rất nguy hiểm. Adin. Tỷ số đã là 1-1 dành cho cao thủ Iraq. Một sai lầm hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và đến phút thứ 35, tiền đạo Mohanad Karim đã mang về bàn gỡ hòa dành cho cao thủ Iraq. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì hai đội sẽ trở lại vạch xuất phát. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Lần này là pha xử lý không chắc chắn của Đỗ Duy Mạnh. Và tiền đạo của đội tuyển Iraq Mohanad Ali Gathim đã chấp thời cơ rất tốt. Pha xử lý chính xác ở tốc độ cao và không có cơ hội dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam đã bị mất tuyến giữa trong ít phút vừa rồi. Nhưng phải nói đây là một pha xử lý hay của một cầu thủ còn rất trẻ của đội tuyển Iraq. Cầu thủ mới 18 tuổi. Như vậy là cũng giống như trận đấu ở giải U23 châu Á. Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số trước rồi lại để cho Iraq gỡ hòa. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Hồng Duy. Xuân Trường. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Cao Phước. Cao Phước. Phạm Văn Đức thảo quả bóng vào khoảng trống giữa hai trung vệ của đội tuyển Iraq. Những pha phối hợp trung lộ ở tốc độ nhanh của đội tuyển Việt Nam đang tỏ ra rất nguy hiểm. Đường chuyền của Hồng Duy. Phạm Văn Đức. Lỗi là của Ibrahim. Bàn thắng thứ hai đang ở rất gần đội tuyển Việt Nam của chúng ta với những cơ hội làm cho hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq phải giật mình. Lần này trung vệ Ali Fayez đã kịp thời xử lý và phá bóng ngay trước mũi giày của Công Phượng. Đây là Basha, một trong những thành viên của đội tuyển U23 Iraq đã phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam của chúng ta cách đây một năm. Ở giải đấu này thì huấn luyện viên Katarek sử dụng 7 cầu thủ đã có mặt trong đội hình của đội tuyển U23 Iraq ở giải đấu tại Trung Quốc cách đây một năm. Và Basha, cầu thủ vừa vào sân, là một trong số đó. Người bị phạm lỗi là Trọng Hoàng. Một tình huống mà Trọng Hoàng đã bó vào trong. Safa Hadi, tiền vệ trung tâm của đội bóng áo trắng, là một trong những cầu thủ di chuyển rất linh hoạt. Xuân Trường đã phạt. Trở bóng ổn tới vị trí của Quế Ngọc Hải, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng đã từng ghi bàn vào lưới của U23 Iraq, thậm chí là trong hai tình huống đá phạt góc. Bàn thắng của Công Phượng vào lưới của U23 Iraq cũng đến từ một quả đá phạt góc. Và sang hiệp phụ là bàn thắng của Đức Trinh. Trước một đối thủ như đội tuyển quốc gia Iraq thì những tình huống đá phạt như thế này là không nhiều. Đây là lần đầu tiên chúng ta được hưởng một quả đá phạt góc như vậy. Thường thì nếu có Đoàn Văn Hậu ở trên sân, những quả bóng thường hướng tới vị trí của cầu thủ áo số 5 có chiều cao 1m85. Đây đã là lần thứ 3 tiền vệ phòng ngự Al-Farazi của đội tuyển Iraq
bị trọng tài nhắc nhở. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống dàn xếp đá phạt này của đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì tốt nhất các cầu thủ chúng ta có thể làm pha vào bóng của Bùi Tiến Dũng. Người đã băng vào để đón quả đá phạt góc của sân trường là Duy Mạnh. Faes đang có dấu hiệu bị đau. Ông Catanes đã thực hiện một sự thay đổi người đến lúc này. Người ngồi giữa là Ayman Hussein. Ayman Hussein có chiều cao tới 1m88 và có khả năng ghi bàn linh hoạt, nhưng lúc này không thể cạnh tranh được vị trí với Karim, người đã có bàn thắng gỡ hòa mùa đều cho đội tuyển Iraq với những pha xử lý vừa khéo léo vừa có tốc độ. Mohanad Karim, người ghi bàn gỡ hòa mùa đều cho đội tuyển Iraq, năm nay mới 18 tuổi, là một trong những chân sút đầy triển vọng của đội tuyển Iraq. Đó cũng là một trong hai cầu thủ trẻ nhất tại giải đấu lần này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại Asian Cup 2019 và Iraq là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai. Phạm Văn Đức. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và chúng ta vẫn đang thấy những tín hiệu rất lạc quan trong lối chơi của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo cũng như là tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng, cả người rất khôn ngoan. Quang Hải, chuyền bóng tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng dứt điểm. Và vẫn là một miếng đánh quen thuộc, những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo và những tình huống xâm nhập đầy bất ngờ đã mang đến sự bùng nổ ở JS Sport City. Bàn thắng vừa rồi của Công Phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Đây là một pha bóng mà ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn. Đầu tiên là đường kiến tạo, đường truyền của Quang Hải dành cho Trọng Hoàng, sau đó là một tình huống đột phá trung lộ và dứt điểm đầy bất ngờ, và Công Phượng trong tình huống băng vào sút bồi đã không bỏ lỡ cơ hội để lần thứ hai trong trận đấu đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vừa lên dẫn bàn. Biến ảo, đó là những gì chúng ta có thể nói về bàn thắng này. Cái cách mà Quang Hải thả đường bóng sang bên phía cánh phải để Trọng Hoàng băng xuống và Trọng Hoàng xâm nhập vào khu vực cấm địa đối phương, xử lý khéo léo. Công Phượng ngày hôm nay đang cho thấy vai trò của một tiền đạo cắm thực thụ. Đó một nét mới mà ông Park Hang-seo đang trao cho số 10 của mình ở một giải đấu mà Công Phượng đã trở lại với số áo quen thuộc. Nhưng chúng ta sẽ vẫn phải rất tập trung, đặc biệt là khâu phòng ngự, sau bài học từ bàn thua trong hiệp đấu này. Cú phá bóng lên là của Quang Hải. Quang Hải thực sự là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Có thể anh không ghi bàn, nhưng Quang Hải là một trong những cầu thủ kiến tạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Và vừa rồi, cũng từ một tình huống triển khai tấn công của anh, bóng đã tới chân của Trọng Hoàng và pha xử lý của hậu vệ cánh phải này đã mang tới bất ngờ đối với thủ môn và hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Và người được hưởng lợi cuối cùng đó chính là Công Phượng. Quang Hải đang hút được nhiều cầu thủ của đối phương để mở ra những khoảng trống.
Nhưng rõ ràng là ông Park Hang-seo đã có những tính toán quá hay. Một pha dứt điểm xuất sắc của Công Phượng dù anh đã phải đối mặt với sự đeo bám quyết liệt của Ibrahim. Một tình huống 50-50, nhưng cú pha bóng của Ibrahim lại đi đúng vào gầm giày của Công Phượng. Hồng Duy, chúng ta không hề bị nao núng, không bị mất tinh thần sau khi bị gỡ hòa. Đó là một điểm cộng của đội tuyển Việt Nam. Một trong những người mà Công Phượng đến chia vui đầu tiên sau bàn thắng chính là Duy Mạnh. Đó cũng là một tinh thần của đội tuyển Việt Nam, luôn tạo ra một không khí đoàn kết trong toàn đội. Các cầu thủ cùng nắm tay nhau tạo nên những kỳ tích, cùng vực nhau dậy sau những điều không như mong muốn. Và bây giờ đang giúp cho đội bóng của chúng ta có được một sự khởi đầu như mơ. Đây là giải đấu đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam tham dự với tư cách là một đội vượt qua vòng loại. Năm 2007 chúng ta tham dự với tư cách là một trong bốn đội chủ nhà. Asian Cup đầu tiên của tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên rồi, và đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Iraq, nhà vô địch năm 2007 với tỷ số 2-1. Thời gian bù giờ của hiệp 1 trận đấu là 3 phút. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang có được một thế trận, đang có được một kết quả thực sự làm hài lòng người hâm mộ. Được chuyền lên của Tiến Dũng, rất nhanh. Được chuyền của Phạm Văn Đức, Quang Hải, Xuân Trường, rất tốt. Công Phượng, sự khéo léo, những tình huống xử lý cá nhân xuất sắc của những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời như Quang Hải, như Công Phượng hay như Phạm Văn Đức đang có đất để phát huy trước một đối thủ chơi tương đối vụng về như các hậu vệ, trung vệ của đội tuyển Iraq. Al-Furaizi, Ali Adnan, Công Phượng. Trọng tài xác định không có lỗi của Al-Furaizi. Tập trung vào. Chúng ta có thể nghe thấy những tiếng gào thét của các trợ lý ông Park Hang-seo. Bài học từ bàn thua, từ những lần mất tập trung sau khi chúng ta chơi hào hứng vẫn còn đó. Và việc bảo vệ được thành quả sau hiệp đấu đầu tiên này là vô cùng quan trọng để có những toàn tính cho hiệp đấu thứ hai. Chúng ta vẫn có những tiền vệ trung tâm có thể giúp cho khâu phòng ngự chắc chắn hơn, nhưng đó là khi chúng ta có được kết quả tốt. Vừa rồi thật khó hiểu khi mà trọng tài không thổi phạt đối với cầu thủ Hussein của đội tuyển Iraq. Trọng Hoàng là người có lợi thế, anh cài người và bị đẩy từ phía sau, nhưng trọng tài lại không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Ali Adnan, Mohanat đã hết 3 phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Hồng Dũng, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng. Sau pha bóng này, tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên sẽ vang lên chăng? Công Phượng có thể áp sát. Chỉ còn ít giây nữa là 3 phút bù giờ sẽ kết thúc. Khó khăn vẫn chưa hết. Văn Lâm, rất tốt. Và lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã vang lên. Đó là một hiệp đấu có những sai sót, đã có bàn thua, nhưng vẫn là một hiệp đấu như mơ với đội bóng của chúng ta khi chúng ta có được 2 bàn thắng, một tình huống đá phản của đối phương và một tình huống trực tiếp lập công của Công Phượng. Đó là những tình huống mà dấu giày của Công Phượng là rất rõ ràng, nhưng đó là thành quả của một lối chơi tập thể hợp lý và những toàn tính chính xác của huấn luyện Park Hang-seo. Hy vọng điều đó sẽ tiếp tục được duy trì để chúng ta có thể có được một khởi đầu như mơ tại giải đấu rất khó khăn như giải